Xiaomi từ xưa đến nay đã nổi tiếng với những con máy giá của nó thì rẻ nhưng mà cái cấu hình của nó lại cực kỳ cao. Việc Xiaomi tách riêng dòng Redmi ra thành một con máy khác đã chứng tỏ rằng Xiaomi cực kỳ muốn có tham vọng đánh vào những cái thị trường máy tầm trung, máy tầm giá rẻ. Và trên tay mình đang là con Redmi Note 7 Pro. Mình đã sử dụng nó loanh quanh được khoảng 1 tuần rồi. Vậy thì hãy cùng mình đánh giá xem là với con máy này chúng ta sẽ có những cái điểm gì đáng mua và những cái điểm gì là chưa nên mua nhé. Mình là Minh và chào mừng các bạn đã đến với Clickbuy Channel. Đầu tiên về thiết kế của con máy đi, thì chúng ta sẽ có một thiết kế, đó chính là hai mặt kính và khung viền là viền bằng nhựa. Với phần mặt kính đằng sau thì chúng ta sẽ có khá nhiều phiên bản tùy chọn màu, bao gồm là màu đen, màu đỏ hồng như cái màu mình đang có ở đây và một màu xanh nữa. Cái mặt kính này thì theo mình thấy là cái chất lượng của nó làm khá là tốt, nhìn trông nó khá là bóng bẩy, khá là đẹp. Nhưng chính cái mặt kính này cũng là một điểm trừ khi mà các bạn thấy là máy của mình đang rất sạch, mình chỉ cần vuốt nhẹ, chạm nhẹ vài phát thôi là máy ngay lập tức nó sẽ bị bẩn luôn. Mặt sau chúng ta sẽ có một cảm biến vân tay dạng bực chạm. Tuy nó không phải là vân tay trong màn hình giống người anh lớn hơn của nó, Mi 9 SE hay là ông bạn đến từ nước khác, Galaxy A50, cái cảm biến vân tay này sẽ cho một cái mức độ bảo mật cũng như là cái tốc độ nhận diện là sẽ ngon lành hơn nhiều. Ở trên này là một cụm camera kép và cái cụm camera này rất là nổi bật nên là mình sẽ nói sau. Về cái phần khung viền của nó đi, tuy chỉ là khung viền bằng nhựa nhưng mà mình thấy cái khung viền này nó làm khá là chắc chắn. Cạnh bên phải thì chúng ta sẽ có một cụm phím nguồn và phím tăng giảm âm lượng. Cái cụm phím này thì theo mình đánh giá là nó khá là dễ để mình có thể sử dụng, mình thao tác chứ nó không bị quá là cao cũng không bị quá là thấp. Cạnh bên trái chúng ta cũng sẽ có một cái khay sim. Cái khay sim này là khay sim dạng line, tức là các bạn có thể sử dụng được một sim một thẻ hoặc là sử dụng hai sim. Ở cạnh dưới thì chúng ta sẽ có một cổng sạc USB Type-C. Cái cổng sạc này thì nó sẽ cực kỳ tiện lợi, tại vì các bạn sẽ có thể cắm sạc được bất cứ đâu nào. Nhưng nó cũng có một điểm trừ nhỏ là cái cổng USB Type-C này nó chỉ là giao thức USB 2.0 thôi. Vậy nên là nếu các bạn muốn chuyển đổi dữ liệu từ điện thoại lên PC hay ngược lại thì có lẽ speed của nó sẽ hơi chậm. Và ở hai cạnh bên là bao gồm là lỗ loa cũng như là lỗ mic thoại. Cái loa của nó thì mình thấy là âm lượng của nó thì cũng ở mức trung bình, nhưng mà bù lại cái âm bass của nó thể hiện lên cũng tương đối ổn. Và cái cách bố trí này mình cảm thấy là nó hơi bị mất cân bằng, mất cân xứng nhau. Tại vì là mỗi cái nó một góc độ và mỗi cái lại xiên vẹo một tí nên là nhìn trong nó không quá là tốt. Còn ở cạnh trên thì chúng ta vẫn còn jack cắm tai nghe truyền thống 3.5mm và một cái cảm biến hồng ngoại để các bạn có thể điều khiển được chẳng hạn như là TV hay là điều hòa, rất là tiện lợi. Và phần mặt kính trước thì các bạn sẽ có một cái màn hình lớn 6.3 inch với một cái phần giọt nước ở trên. Cái phần giọt nước này thì theo mình thấy là nó sẽ không ảnh hưởng quá là nhiều đến cái trải nghiệm của các bạn khi mà chơi game hay là xem phim, tại vì nó khá là nhỏ. Cái màn hình này sử dụng tấm nền là IPS LCD, độ phân giải của nó là Full HD. Và ngoài ra mặt trước của nó cũng được trang bị sẵn cái kính cường lực là Gorilla thế hệ thứ 5. Các bạn sẽ không cần phải chạy ra ngoài cửa hàng hay là tìm mua những cái kính cường lực 6D, 9D gì nữa. Và về cấu hình thì sao? Vẫn như truyền thống của Xiaomi, chúng ta vẫn có một cấu hình cực kỳ treo bò. Với mức giá chỉ có khoảng tầm 6 triệu đồng thì các bạn sẽ có một con chip, đó chính là Snapdragon 675. Dung lượng RAM sẽ tùy phiên bản là 4 hoặc 6GB, bộ nhớ trong cũng tùy luôn 64 hoặc 128GB. Và ngoài ra chúng ta còn có một viên pin lên đến là 4000mAh, có hỗ trợ sạc nhanh 18W của Xiaomi. Với cái cấu hình này mình đã có chấm qua điểm AnTuTu cũng như là một số điểm khác. Thì cái điểm AnTuTu của máy đạt được là 180.000, điểm cho CPU là sấp xỉ 84.000 và điểm GPU là khoảng 36.500. Thử với cả một số phần mềm khác nó chuyên hơn. Về CPU thì điểm Geekbench của nó là 1.285 cho đơn nhân và 4.066 cho đa nhân. Còn với cái hiệu năng chơi game thông qua phần mềm 3D Max thì mình cũng có chấm được, nó sẽ là 1.092 cho Slingshot Extreme OpenGL và 1.166, vẫn là Slingshot Extreme nhưng mà cho hệ Vulkan. Và thông qua cái điểm số của nó thì các bạn cũng có thể thấy là cái con máy này có điểm tương đối là cao. Còn các cái tác vụ sử dụng hàng ngày, ví dụ như là các bạn có nghe gọi này, nhắn tin, xem ảnh, chụp ảnh hay là các bạn lướt mạng các thứ thì nó vẫn khá là ổn, vẫn khá là ok. Tuy nhiên có một cái điểm mình không hiểu lắm, đó chính là khi mà chơi game, mình chơi những cái tựa game như kiểu là Asphalt 9, Free Fire hay là PUBG ở đây. Đối với PUBG thì mình có thể chơi được ở mức là HD, chơi khá là mượt mà. Nhưng mà với Asphalt 9 và Free Fire là hai tựa game nó không quá là nặng, nhưng mà Asphalt 9 mình đã để thiết lập thấp nhất, chơi nó vẫn bị giật lag. Và Free Fire thiết lập của nó mình thậm chí còn không thể bật được cả FPS cao cũng như là đổ bóng. Theo mình thấy thì có lẽ cái này là do vấn đề phần mềm, do cái MIUI thôi.
còn thực chất ra về cấu hình của nó thì không có gì là điểm yếu cả. Và còn cụm camera thì sao? Chúng ta sẽ có một cái cụm camera có cam chính là 48 megapixel, khẩu độ f1.8 và một cam phụ 5 megapixel giúp các bạn xóa phông. Còn đây là giao diện chủ của cái máy này. Cá nhân mình thấy là cái máy này có một cái giao diện cũng khá là thân thiện với cả người dùng. Nó cũng có khá là nhiều chế độ, chẳng hạn như là chụp ảnh bình thường này, chụp chân dung, chụp đêm, hay là các bạn thể chụp khung cảnh rộng và cả tùy chỉnh nữa. Nói chung thì đây là một cái giao diện mình thấy khá là dễ sử dụng. Còn với chất lượng ảnh thực tế thì sao? Với cái chất lượng ảnh của nó thì cá nhân mình thấy là với mức giá 6 triệu thì nó tương đối là ổn. Cái chế độ AI của nó theo mình thấy thì các bạn sẽ dễ dàng nhận thấy nó hoạt động nhất khi mà các bạn chụp hoa, chụp cây hay là chụp đồ ăn. Tại vì nó sẽ đẩy cái màu sắc lên khá là cao, khá là rực mắt. Chụp cái chế độ bình thường thì mình thấy khá là ok rồi. Còn một chế độ nữa đó chính là 48 megapixel. What? Lại nhỉ? Tại sao máy này cam là 48 megapixel lại có chế độ 48 megapixel nhỉ? Tại vì thực chất là cái máy này, cái ống kính của nó theo như mình tìm hiểu được ấy, thì nó chỉ là 12 megapixel thôi, 12 hay 13 gì đó. Và khi các bạn bật cái chế độ 48 megapixel này lên thì máy nó sẽ chụp nhiều tấm ảnh lại và sau đó ghép lại thành một tấm ảnh lớn hơn. Theo mình thấy thì chất lượng của nó về màu sắc các thứ không chênh quá là nhiều. Nó chỉ chênh nhiều khi mà các bạn zoom vào sẽ zoom được nhiều hơn thôi. Theo mình thấy thì 48 megapixel này nó đúng chất là để làm cảnh, để quảng cáo. Trong khi chất lượng thì không được cải thiện quá là nhiều. Về xóa phông thì sao? Đối với một sản phẩm giá rẻ thì mình cũng không mong chờ quá là nhiều vào cái xóa phông của nó. Xóa phông nó sẽ vẫn cho chúng ta được một cái chất lượng ảnh tương đối là ổn. Kèm theo đó là các bạn có thể tùy chọn dạng kiểu là các cái chế độ giống như kiểu là trên các cái con iPhone, trông khá là xịn sò. Tuy nhiên thì máy giá rẻ nên là xóa phông của nó, nếu các bạn để ý kỹ một chút thì khi mà chụp người, phần tóc hay là các cái phần chi tiết khác nó sẽ bị lẹn vào một chút. Nhưng mà với mức giá 6 triệu thì các bạn phải đánh đổi thôi. Một điểm khá hay nữa của nó đó chính là khi các bạn chụp một tấm ảnh xóa phông xong, các bạn vẫn có thể tùy chỉnh lại, chẳng hạn như là cái khẩu độ làm mờ của nó này, các bạn có thể tùy chỉnh được các cái bộ lọc của nó này. Vậy còn về cái cam trước của nó thì sao? Với cái cam trước chúng ta sẽ có một cái camera là 13 megapixel. Camera này thì theo mình thấy là nó cho các cái tùy chỉnh làm đẹp cũng tương đối là nhiều và cũng tương đối là chi tiết. Cá nhân mình là một người không sử dụng mấy nên là mình cũng không đánh giá sâu. Theo mình thấy thì nếu các bạn có ý định sử dụng nó để sống ảo thì cũng khá là ổn, khá là ok. Tại vì các bạn sẽ không phải mất công cài đặt thêm ốc từ bên thứ ba nữa. Vậy còn về phần mềm của máy thì sao? Máy hiện tại đang được chạy trên phiên bản là MIUI 10.2 Stable dựa trên nền tảng của Android 9. Về cái giao diện tùy biến của MIUI thì mình khá là thích nó. Tại vì các bạn có khá là nhiều những cái tính năng để các bạn nghịch, chẳng hạn như là nhân bản ứng dụng này. Các bạn có thể có các cái thao tác cử chỉ vuốt. Trong các cái cử chỉ vuốt ở trên Android thì mình đánh giá của Xiaomi là nó ngon lành nhất. Tại vì cái thao tác của nó sử dụng khá là dễ dàng, khá là đơn giản. Nhưng mà một cái điểm trừ của nó đó chính là nó ăn phần cứng hơi ghê. Đối với những máy sử dụng RAM tầm 3GB có lẽ là hơi chuối. Có lẽ là với MIUI các bạn phải có một cái dung lượng RAM tầm 4GB trở lên thì nó mới ok được. Ok, và đó là tất cả những cái cảm nhận của mình về con Redmi Note 7 Pro sau một tuần mà mình sử dụng máy. Vậy thì với cái mức giá 6 triệu, máy nó sẽ có gì ngon? Đầu tiên đó là các bạn sẽ có một cái thiết kế hoàn thiện bằng hai mặt kính cực kỳ chắc chắn. Các bạn sẽ có một cái màn hình lớn, một cái màn hình giọt nước khá là bắt theo trend. Và cái màn hình này còn có luôn cả kính cường lực. Vậy nên các bạn sẽ không phải mất công nữa. Chúng ta vẫn còn những cái cơ bản, chẳng hạn như là chúng ta vẫn còn jack tai nghe này. Chúng ta có cổng Type-C cực kỳ tiện lợi này. Cái cấu hình của nó khá là cao. Các bạn sẽ có được một cái camera chụp hình tương đối là đẹp. Nhưng mà cái điểm trừ lớn nhất của máy theo mình thấy đó chính là việc nó không có hỗ trợ tiếng Việt. Vậy nên là nếu các bạn mua máy này chẳng hạn như là tặng cho bạn gái, tặng cho bố mẹ thì có lẽ sẽ hơi khó cho họ sử dụng. Tại vì nó là tiếng Anh. Với những bạn nào mà có vốn tiếng Anh hay là biết một chút tiếng Anh thì có thể dùng được. Nhưng mà với những ai mà sốt tịt tiếng Anh, mù tịt tiếng Anh thì chắc hơi thốn đấy. Ok, và vậy ý kiến của bạn như nào? Với tầm giá 6 triệu các bạn có mua con này không? Hay là mua A50, mua iPhone 7 cũ hay là mua S8, Note 8 cũ? Các bạn hãy để lại cho mình biết ý kiến ở dưới phần comment nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu các bạn thấy video này hay, hữu ích thì nhớ đừng quên bỏ lại một like, share và bấm subscribe cho kênh của Clickbuy nhé. Ok, cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần tới. Và mình là Minh.